dù da bạn có mỏng manh hay nhạy cảm, cũng đều có cách để giúp làn da trở nên khỏe mạnh. Với Cetaphil Gentle Skin Cleanser, làn da sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Chỉ với một chai sữa rửa mặt, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn đến 7 bí kíp sử dụng. Hãy cùng khám phá nhé! Bí kíp thứ nhất, rửa với nước. Thoa đều sữa rửa mặt lên vùng da đã được làm ướt, massage nhẹ nhàng, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Bạn sẽ cảm nhận được làn da trở nên mịn màng, không còn khô ráp. Nhờ thành phần dưỡng ẩm trong Cetaphil Gentle Skin Cleanser, làn da luôn giữ được độ ẩm và trở nên khỏe mạnh, căng mịn. Bí kíp thứ hai, rửa khô. Thoa đều sữa rửa mặt lên vùng da khô, massage nhẹ nhàng, sau đó dùng khăn lau sạch. Bạn sẽ có một làn da sạch, giữ được độ ẩm tuyệt vời mà không cần rửa lại với nước. Bí kíp thứ ba, sử dụng như nước tẩy trang. Nhỏ một ít sữa rửa mặt lên bông tẩy trang, sau đó lau lên mặt, massage nhẹ nhàng để làm sạch các lớp trang điểm. Thích hợp dành cho người trang điểm nhẹ, sản phẩm an toàn và không sử dụng chất cồn. Bí kíp thứ tư, tẩy tế bào chết. Sử dụng sữa rửa mặt hòa với hạt yến mạch và đường cát, chúng ta sẽ có được một công thức tẩy tế bào chết an toàn, không gây kích ứng da. Sử dụng mỗi tuần một lần để có thể loại bỏ các tế bào chết trên da, giúp da luôn mịn màng và trắng sáng. Bí kíp thứ năm, kết hợp với máy rửa mặt. Nhỏ Cetaphil lên bàn chải máy rửa mặt để máy xoa đều lên các vùng da, rồi rửa lại với nước sạch dành cho những ngày da phải tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm nặng. Bí kíp thứ sáu, sử dụng với mút tán kem nền. Trước khi trang điểm, chỉ cần nhỏ một ít Cetaphil lên miếng mút, nhẹ nhàng tán đều lên các vùng da, da bạn sẽ trở nên mềm mại, mịn màng, giúp việc trang điểm trở nên dễ dàng. Bạn sẽ không chỉ có một làn da đẹp mà còn rất khỏe mạnh. Bí kíp thứ bảy, kết hợp với cọ chải lông mày. Dùng cọ chải lông mày, quẹt một ít Cetaphil, sau đó chải lông mày theo ý thích, bạn sẽ có đôi lông mày không chỉ đẹp mà còn mềm mượt, giữ nếp và hoàn toàn không gây kích ứng. Hãy lựa chọn bí kíp có ích nhất cho bạn, nhưng để đạt hiệu quả cao, ngại gì mà không áp dụng tất cả các bí kíp. Cùng nói lời tạm biệt với làn da yếu, dành lại sự khỏe mạnh của làn da với Cetaphil Gentle Skin Cleanser mỗi ngày. Cetaphil, cảm nhận làn da khỏe.